nghệ sĩ ưu tú Tố Nga, cuộc hôn nhân địa ngục và sự hồi sinh. Tố Nga sinh năm 1976 tại Hà Tĩnh. Khi theo học Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Hà Tĩnh, chị giành nhiều giải thưởng như huy chương vàng Hội diễn học sinh sinh viên chuyên nghiệp toàn quốc, huy chương vàng Liên hoan tiếng hát miền Trung tại Nha Trang, huy chương vàng tiếng hát làng Sen tại Nghệ An. Năm 1997, chị được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Hà Tĩnh giới thiệu sang Nhạc viện Hà Nội để luyện thanh nhạc cũng như thi tuyển vào Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Sau khi giành giải ba cuộc thi giọng hát hay Hà Nội năm 1999, Tố Nga được đặc cách vào Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Tại đây, chị đoạt nhiều huy chương, bằng khen và được trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. 12 năm yêu say đắm và 8 năm hôn nhân như người dưng. Ngày 24 tháng 8 năm 2017, Tố Nga chính thức phát hành bộ đôi album DVD-CD Giếng Quê nhân dịp kỷ niệm 20 năm hoạt động nghệ thuật. Đây là dự án nữ ca sĩ Hà Tĩnh ấp ủ nhiều năm dành cho quê hương mình và dành cho khán giả. Đặc biệt hơn, Giếng Quê cũng chính là cuộc hồi sinh của Tố Nga sau nhiều năm sầu muộn trữ tình. Tố Nga vốn được biết đến là nữ ca sĩ tài năng. Ngay từ những năm theo học Trung cấp Nghệ thuật Hà Tĩnh, chị đã sớm được đông đảo công chúng biết đến khi giành được nhiều giải thưởng cao trong các kỳ liên hoan ca nhạc. Từ những thành tích đó, năm 1997, Tố Nga được Sở Văn hóa Thông tin và Trường Văn hóa Nghệ thuật Hà Tĩnh giới thiệu luyện thanh nhạc tại Nhạc viện Quốc gia Hà Nội và tiếp tục thi tuyển vào Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Nhưng nếu như hoạt động nghệ thuật yên bình bao nhiêu, thì đời sống riêng của Tố Nga bão tố bấy nhiêu. Khi ra Hà Nội bắt đầu sự nghiệp, Tố Nga đã gặp mối tình đầu. Cô gái Hà Tĩnh yêu say đắm mối tình đầu 12 năm và đi đến kết hôn ở tuổi 31. Tuy nhiên, 12 năm yêu thương nồng nàn ấy chỉ kéo dài thêm đúng 1 năm rưỡi sau hôn nhân. 8 năm sau đó là những ngày hai người sống chung một mái nhà rộng chừng 50m², ngủ chung một giường, nhưng như hai người xa lạ. Tố Nga tìm niềm vui cho mình bằng việc ca hát, làm từ thiện để tìm sự cân bằng trong tinh thần. Sự nghiệp của chị cũng vì bóng tối hôn nhân mà chỉ âm thầm, lặng lẽ. Tuy nhiên, điều Tố Nga tự hào là chị có cậu con trai hiểu chuyện, trở thành một bờ vai để chị dựa vào và luôn giữ cho mình niềm vui sống. Dùng rằng bấy lâu, Tố Nga mới chính thức ly dị. Sau khi chia tay, không chỉ có chị mà chính cuộc sống của chồng chị đều bước sang một trang khác tươi sáng hơn. Sau những sầu muộn, Tố Nga đã gặp được một người đặc biệt mà nữ nghệ sĩ gọi là người bạn lớn về tinh thần. Chính người ấy đã động viên Tố Nga bắt đầu cuộc sống mới và phát triển sự nghiệp sang chặng mới. Dù chị đã ở tuổi ngoài tứ tuần, cũng chính người đặc biệt này đã giúp Tố Nga có thêm động lực làm album với câu nói: "Hãy làm hôm nay để dành lại cho mai sau." Không tiết lộ thêm về người bạn lớn, khi được hỏi, Tố Nga xin giữ lại một góc cho riêng mình. Thắm tình Giếng Quê. Nghệ sĩ ưu tú Tố Nga chia sẻ, Giếng Quê chính là cuộc hồi sinh của chị, cả trong sự nghiệp lẫn tình cảm. Bởi vậy, không khó hiểu khi người phụ nữ đằm thắm ấy đã dành cả tâm sức cho album. Giếng Quê cũng là nơi Tố Nga gói ghém những ân tình với mảnh đất quê hương Hà Tĩnh. Nữ ca sĩ tiết lộ, toàn bộ hình ảnh của album Giếng Quê được Tố Nga chọn những địa điểm đẹp nhất của Hà Tĩnh. Một điều đặc biệt là Giếng Quê được Tố Nga liều lĩnh giao cho đạo diễn Long Trần, một chàng trai 8X chưa có kinh nghiệm, tên tuổi để thực hiện. Lý do mà chị quyết định giao sản phẩm mang rất nhiều ý nghĩa của mình cho chàng đạo diễn trẻ là vì Long Trần là người Hà Tĩnh và rất yêu quê hương. Trong buổi họp báo giới thiệu Giếng Quê, Long Trần hài hước, đến giờ cả hai vẫn chưa ngồi lại tính toán kinh phí thực hiện album hết bao nhiêu. Còn Tố Nga bật mí, không hề có đại gia nào đầu tư cho chị thực hiện sản phẩm âm nhạc này. Giếng Quê được thực hiện quay hình tại Hà Tĩnh trong tiết trời tháng 6, nắng như đổ lửa. Có một cảnh quay mà khi thực hiện xong, Tố Nga bị đau dạ dày
vì quá lo lắng và hồi hộp. Đó là khi thực hiện MV Mơ Quê tại Hồ Kẻ Gỗ, đoàn phim kết bè hoa để Tố Nga nằm lên đó thả ra giữa hồ. Hôm ấy trời mưa gió mạnh, Tố Nga vừa diễn vừa lo bè lật hoặc chìm. Nhưng thật may, mọi việc đều ổn và ekip đã có những thước phim ưng ý. Album Giếng Quê của nghệ sĩ ưu tú Tố Nga gồm 9 ca khúc là Giếng Quê, sáng tác của Thuận Yến, Nhớ Mẹ, nhạc Mạnh Chiến, thơ Đậu Hoài Thanh, Lời Hẹn Tình Quê, nhạc Lê An Tuyên, thơ Nguyễn Hùng, Lê An Tuyên, Điệu Ví Dặm Là Em, nhạc Quốc Nam, lời Lê Văn, Huyền Thoại Núi Hồng, sáng tác Quốc Việt, Câu Đợi Câu Chờ, sáng tác Ngọc Thịnh, Quê Hương Em Là Núi Hồng Sông Lam, nhạc Vũ Quốc Nam, thơ Trịnh Văn Vinh, Mơ Quê, sáng tác Nguyễn Tài Tuệ, Về Hà Tĩnh Người Ơi, sáng tác Xuân Thủy. Chia sẻ về sản phẩm âm nhạc để đời của Tố Nga, nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền cho biết: Tôi không ngạc nhiên khi Tố Nga thành công, bởi Nga có 20 năm gắn bó với nghề từ lúc gian khổ, vất vả, thất bại của cuộc đời. Tôi tin tưởng Tố Nga, giọng hát Tố Nga mộc mạc và là giọng ca tôi yêu quý nhất khi hát về mảnh đất Hà Tĩnh. Còn nghệ sĩ nhân dân Quang Vinh, giám đốc nhà hát ca múa nhạc Việt Nam lại chia sẻ: Ông tìm thấy trong giọng hát của Tố Nga có cả những nỗi niềm chất chứa. Sau bao sóng gió, cuộc hồi sinh của Tố Nga đã thành công, bởi ở cái tuổi ngoài 40, theo Tố Nga mới chính là thời điểm chín, đằm thắm của một người đàn bà và muộn còn hơn không, như lời nghệ sĩ ưu tú nhắc nhở mình. Ca sĩ tâm sự, nhờ việc cởi lòng sau đổ vỡ, chị cảm thấy tươi mới, hạnh phúc hơn. Ngoài ra, chị vừa giới thiệu sản phẩm mới MV Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ và album Hai Đầu Nỗi Nhớ. Ở tuổi 47, nữ ca sĩ ăn vận trẻ trung, tinh thần thoải mái trong buổi họp báo ngày 6 tháng 12 năm 2021. Tố Nga tiết lộ, sau khi công khai chuyện ly hôn năm ngoái, chị có nhiều người theo đuổi. Có những người bày tỏ họ ngưỡng mộ tôi từ rất lâu rồi, giờ mới dám tỏ tình. Sau 8 năm khép chặt trái tim, tôi cảm thấy cuộc sống dần thay đổi, tinh thần tốt hơn. Tuy nhiên, tôi vẫn sợ hôn nhân và không có ý định đi bước nữa. Chị nói, Tố Nga chia sẻ, chị mong có người yêu thương, hiểu cho hoàn cảnh, một tri kỷ để tâm sự. Thời gian còn lại, Tố Nga muốn dành cho con trai và dồn tâm huyết vào các dự án âm nhạc.